Tai nghe Heilu GT7 Neo True Wireless ấn tượng với chuẩn Bluetooth 5.2 tiên tiến, đem lại khả năng truyền tải dữ liệu nhanh và ổn định, độ che thấp, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, GT7 Neo cũng tự động kết nối nhanh chóng với điện thoại của bạn khi lấy tai nghe ra khỏi ổ sạc, vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, tai nghe còn được trang bị thuật toán AI giúp giảm thiểu tiếng ồn xung quanh hiệu quả, đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định và rõ ràng. Hơn thế nữa, tai nghe còn hỗ trợ điều khiển cảm ứng chạm vô cùng thông minh như nhấn giữ để trả lời, nhấn đúp để kết thúc cuộc gọi. Khi bạn nghe nhạc thì chỉ cần nhấn giữ 1,5 giây để chơi hoặc tạm dừng nhạc, nhấn đúp để chuyển bài hát, vô cùng tiện lợi. Bên cạnh đó, GT7 Neo có một dung lượng pin ấn tượng lên tới 22 giờ khi sử dụng kết hợp với hộp sạc, cùng với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 3.9 gram, giúp bạn đeo vừa vặn, thoải mái nghe nhạc cả ngày dài. Ngoài ra, GT7 Neo còn được trang bị cổng sạc USB Type-C thông dụng, tương thích tốt với nhiều thiết bị sạc. Tổng kết lại, tai nghe Heilu GT7 Neo với nhiều cái tên đáng giá, đem lại trải nghiệm âm thanh mượt mà và sống động, là một sự lựa chọn cực tốt trong tầm giá.